xin thưa bà con cô bác, hiện tại Bamigo đang có mặt ở đây, đó là đường 633 đường Hồng Giang, phường 11, quận 6. Sáng nay Bamigo mới ghé đây quay lại luôn ly cà phê sữa. Quá ngon. Bây giờ là 10:35, ngày hôm nay là ngày 10 tháng 7 2024. Không biết ba mày gò đoán 10 thôi chứ không biết phải không. Hôm nay là ngày thứ tư đó bà con. Rồi giờ mời bà con bắt lên xe ha, cùng với ba mày gò đi dạo Sài Gòn sáng ngày hôm nay. Trưa luôn ha, bây giờ là 10 giờ sáng nha, 9 sáng, 10 sáng, 11 giờ trưa đúng không? À, vậy là giờ buổi sáng. Nhiệt độ bên ngoài là 29 độ C nha bà con. Nếu mà đổi ra độ F là tầm đâu đó khoảng 84 độ F. Mà sao không hiểu sao Bamigo không không biết cái nhiệt độ nó kỳ lắm bà con. Trời ở ngoài nắng nó chang chang làm Bamigo nóng lắm. Bamigo tưởng là cũng phải tầm 31, 32 độ chứ. Nhưng mà sao coi nhiệt độ có 29 độ à. Nó bằng cái nhiệt độ buổi tối luôn á. Bên phải này hồi xưa là bến Nguyễn Văn Tố nè. Ở ngoài nắng chang chang à, chói mắt lắm. Cầu này là cầu Hậu Giang. Sáng nay Bamigo có đang phân dừng, nửa muốn chạy lên Gò Vấp mà nửa thấy đường xá nắng nóng quá nên cũng ngại ngại. Dự định trong đầu là chắc bắt đầu ngày mai Bamigo đi quay phim lúc 6 giờ sáng, 5-6 giờ sáng gì đó. Chịu khó vậy sớm cái đi quay phim cho nó mát, chứ trời này nó nắng quá. Cái dịp hè này nó rảnh nó quẩn quá cho nên là bình thường rồi đó là tầm 7 giờ sáng là đi quay rồi. Đến tầm giờ này là bắt đầu chạy về rồi. Còn giờ bắt đầu hè quẩn quá, rảnh quá, ngủ đã quá. Mở mắt ra toàn thấy 9 giờ sáng không. Con đường này đường Hậu Giang. Bên tay phải này là rạp Hồng Liên rồi bà con. Chắc là mai Bamigo tập cái thói quen Bamigo dậy sớm, đi quay sớm cho nó mát. Đi trời sớm thì mát á bà con, mình đi xa mình đi đâu cũng được hết. Rồi đi trưa nắng kiểu này cái hôm nay tới thứ tư rồi đó. Tuần trước Bamigo hứa là Bamigo đào qua tuần Bamigo lên Gò Vấp, mà cứ đi tầm giờ trưa này cái tự nhiên ra đường cái thấy nó nắng cái nó quả về đầu á. Dắt đi, mai cố gắng. Ngày hôm qua cái ba mai cũng đi quay buổi sáng, buổi giờ tầm giờ này nè, ra đường thấy nát mảng và đậu quá cho nên đi chạy vòng vòng vô khu Bình Điền luôn. Hôm nay giờ cũng vậy nè, không đi xa được, trời kiểu này là không có đi xa được. Rồi mai phấn đấu quyết tâm, mai ha ba mai dậy sớm đi quay sớm. Rồi con đường này đây là đường Mai Xuân Thưởng đó bà con. Hồi xưa ở đây có một cái chợ rau củ Mai Xuân Thưởng. Bên tay phải bà Bamigo đây. Không biết bên tay trái này có không ta. Bà con bác nào có biết là bà con bác nói giúp bà Bamigo chứ. Đó bên tay trái này có chợ bà con. Chứ bên đây là bà Bamigo khẳng định bà con bác là có chợ ở đây nè. Người ta bày bạc ra đây đường luôn á. Cái đường nó nhỏ xíu luôn á. Rồi ở đây
Lai là đường Cao Văn Lầu, hồi xưa là đường Lê Quang Hiền nè, hồi xưa có bến xe Lam ở đây nè, hủ tiếu Mỹ Tho, đó là đường Lê Quang Hiền. Ông Lê Quang Hiền này như ba mươi cậu nhớ ông làm, ông là thống đốc, và ông ta phải cái ông mà thống đốc ngân hàng nhà nước không rồi. Đây là đường Phạm Minh Hổ, quẹo trái là về trường quân báo á, bên phải là chợ Bình Tây nè, mình đi vào dầm chợ Bình Tây. Khu này là khu chợ đồ khô, sặc cơm bóng lóc đủ đậm chỉ ngân. Wow, giống như chơi ba mươi gò, giống như đọc đọc cái gì đó bà con, đọc kinh thư rồi đó. Hồi xưa ba mươi gò nhớ hoài, ba mươi gò có cái gì á, hay là ba mươi gò gì á, cứ hồi xưa mà các trò mà đi học á là cứ đọc theo thầy. Khổng tử nói lắc lắc cái đầu nữa ha. Khổng tử nói nhân chi sơ tánh bổn thiện. Rồi cứ lập theo, lập theo. Người ta gọi là tứ thư ngũ kinh. Không biết bà con cô bác nào có bà con nào đã từng xem qua tứ thư ngũ kinh chưa? Giờ ba mươi cầu quên rồi, chỉ nhớ ba mươi cầu kể cho bà con bác nghe về tứ thư ngũ kinh. Con đường này là đường Phan Văn Khỏe, hồi xưa là bến Nguyễn Văn Thành. Có nhiều bác nói ba mẹ cô cứ lì mang mang, không có tập trung vô đường phố. Giờ để ba mẹ cô sẽ sửa tính lại. Giờ ba mẹ cô tập trung vô đường phố chứ không phải đi mang mang cái ba mẹ cô kể chuyện không à. Tại vì đôi lúc ba mẹ cô cứ nghĩ mấy con đường này ba mẹ cô đi hoài à. À, đáng lẽ đi qua đi lại ngày nào cũng nói mấy con đường này. Hồi xưa đây có cái giữa mía nè bà con, giữa mía Phan Văn Khỏe thì thôi ba mươi gò nghĩ bà con bác biết rồi, cho nên ba mươi gò hầu chuyện kể chuyện hầu bà con cô bác cho vui, nhưng mà đâu có biết rằng là bà con cô bác chỉ thích xem ba mươi gò nói về đường phố không đâu à, chứ ba mươi gò biết bà con cô bác không thích ba mươi gò kể chuyện, ba mươi gò khỏe ru nói về đường phố này, khỏe ru đường này đường Trần Bình. Hồi xưa bên cái bên phải ba mươi gò đây là cái dãy nhà mà của ông Quách Đàm á, ông xin chính phủ á, cho ông kinh doanh đó bà con. Toàn bộ cái dãy nhà bên đây là được xây dựng lại mới rồi nha bà con, chứ cái dãy nhà cũ của ông hình như là bị đập rồi. Thì thôi bà con cô bác không thích ba mẹ cô kể chuyện nữa thì thôi, giờ ba mẹ cô sẽ tập trung về cái chuyên môn của mình là về đường phố. Khi nào bà con cô bác thích kể chuyện, bà con cô bác nhớ comment lại ha. Giờ kể chuyện nhiều quá thì bà con cô bác không thích thì thôi, thì ba mẹ cô cứ xấy về đường phố. Ôi trời đất ơi, mỗi lúc này là lúc vô hàng nè. Xin thưa bà con cô bác, cái xe này không biết là xe gì nè, mà hồi xưa cái thời ba mẹ cô còn trẻ đó, lúc mà còn cái chợ còn muối á bà con, cái xe này là gắn liền với ba mẹ cô nè. Đó ba mẹ cô có đứa bạn, xe đó ba mẹ cô không biết là gọi là tên xe gì nha. Không có hai cái bánh thôi, nó có cái đồ xúc này giống như xe này nè. Đó xin thưa bà con bác, hồi xưa là đẩy rau củ quả đó ở chợ còn muối. Hồi đó bà con bác ra chợ còn muối, bà con bác thấy mấy cái xe này nhiều lắm. Đẩy mà nó lên gân gân chuột luôn á. Dân lao động hồi xưa á, xin thưa bà con cô bác, được cái đó đó bà con, không cần đi tập gym, không cần gì hết mà cơ cuồn cuộn à. Bởi vì họ
không biết nói thì sao, nhưng mà không cần phải tập gym mà con à, nói thật luôn á. Quên nữa, con đường này đường tháp 10 à, cái tính kỳ cục lắm à, cái miên man bắt đầu kể chuyện à. Mày gọi thử thôi à, giờ tập trung về đường phố thôi à, nhớ đó ba mày gọi nói trước, khi nào bà con bắt thấy ba mày gọi nói về đường phố mà chán thì nói ba mày gọi kể chuyện cho nghe. Ba mày gọi có nhiều chuyện rồi. Con đường này đường tháp 10. Con đường tháp 10 này là mang tên hồi xưa ở dưới miền Tây có một cái tỉnh hay là một cái huyện hay là một cái vùng gì đó bà con, người ta gọi là Đồng Tháp 10 à, mà cái chữ đồng thì người ta bỏ đi, người ta lấy cái chữ tháp 10 thôi. Con đường này nè, đường tháp 10. Cái vòng vòng cái khu vực này á, là lấy địa danh dưới miền Tây nhiều lắm. Trước mặt bà con bác đó là ngã tư đường Ngô Nhân Tịnh đó. Ngô Nhân Tịnh này xưa là Bali Cao. Rồi qua bên đây nè, con đường này là đường Hải Thượng Lãng Ông nè. Đường Hải Thượng Lãng Ông này thì hồi đó nó tên là đường Trần Thanh Cần. Con đường này độ dài khoảng 300 thước, 500 thước đi, à, khoảng 500 thước, chưa tới đâu, à, khoảng 200-300 thước thôi. À, bên phải là đường Gò Công nè, à, một cái tỉnh cũ của dưới miền Tây á. Hồi xưa Gò Công là hình như là một tỉnh đó nha bà con. Rồi bên đây là chợ Kim Biên nè, mình đi dạo một vòng chợ Kim Biên. À, ba mày gọi nói thật chứ nếu mà nói về mà địa danh địa sử Sài Gòn xưa ba mày gọi đi quay thì thật sự là nó đối với ba mày gọi nó khỏe ru à. Ba mày gọi chỉ sợ bà con quá chán thôi chứ ba mày gọi làm mấy cái phim này khỏe ru à. Bên đây phải này là hồi đó là cái công ty của ông Trương Văn Bền sao ông cô ba á bà con, bà con bắt đầu thấy cái đầu của cô ba đó. Ở đây thì nổi tiếng nhất là bán hóa chất. Ồ, hóa chất, bà con bắt mua hóa chất gì cũng có ở chợ này. Nhưng mà bây giờ nghe nói là thị trường người ta siết dữ lắm, cho nên là mấy cái chỗ hàng hóa chất này người ta giấu hết rồi, nên là kiểm tra không có gì đâu. Nhưng mà theo ba mẹ cô nhớ có người nói với ba mẹ cô là muốn mua cái gì trong đây cũng có hết. Không có họ cũng đi tìm cho bà con cô bác. Ở chợ này, chợ Kim Biên nổi tiếng hóa chất. Nhắc đến hóa chất đó, xin thưa bà con mắt cũng ghê gớm lắm. Hiện tại ở Việt Nam mình đang xảy ra một cái sự mà chấn động dư luận luôn bà con. Trời ơi sang bằng sạch bách luôn rồi đó. Đây là hồi xưa là cái cầu Ba Cẳng nè. Wow, dữ dội ta. Còn bên đây là hồi xưa là rạp Hướng Dương nè, rạp Đô Thành. À, chợ hóa chất quá bà con bác không, hóa chất quá trời. Việt Nam mình á, xảy ra một cái vụ mà coi như chấn động dư luận. Một người vợ nở tâm mà coi như là đầu độc luôn cả cha ruột của mình, mấy đứa cháu rồi chồng mình luôn. Không biết sự cố như thế nào mình không biết, nhưng mà nghe mà ớn lạnh luôn. Làn sóng dư luận bây giờ ta phẫn nộ lắm bà con. Người ta nói hả, không cần biết uẩn khúc như thế nào, nhưng mà một người mà đã đang tâm mà cái chồng mình rồi kể cả cha ruột của mình nữa thì thôi là cũng nên không nên để họ còn với xã hội nữa. À, nhiều người ba mày còn thấy làn sóng dư luận phẫn nộ lắm, người ta giận dữ, người ta nói cái trường hợp này là phải cách ly ra khỏi xã hội. Làm gì thì làm nó cũng còn có luật pháp nha bà con. Thế nào nào mà cái giờ nó cũng giống luôn cái hồi chuông á, là cái chất độc đó lấy đâu ra à, bây giờ là phải yêu cầu là bây giờ phải rà soát và phải đi truy tìm để coi cái nguồn gốc như thế nào để mà chặn luôn bà con. Cái thị trường này là thị trường nó ghê quá, cái giống như trong cái phim kiếm hiệp hồi xưa rồi đó, độc thủ hiếm lắm nha bà con. Ở xã hội bây giờ ba mày còn hiếm cái chuyện mà độc lắm nha, nhưng mà bây giờ lại có ghê quá,
gây sự làn sóng dư luận, người ta phẫn nộ cái người đàn bà này lắm, ẩn ra tay tàn độc quá. Rồi con đường này bên đây là đường quận 8 nè, đi về cầu Trà Già. À, đây là quận nhất. Ở đây hồi xưa có cái tiểu đảo đó mà không, bên kia là có cái bột ngọt, hãng bột ngọt Dị Hương đó bà con. Hồi đó mình gọi là Dị Hương Tố. Đây cái bảng màu đỏ đỏ này nè là Dị Hương Tố nè. Sau này có bột ngọt Vidan ha. Rồi con đường này là con đường Triệu Quang Phục. Bà mày cũng uống bệnh rồi. Hồi xưa ở đây là rạp Vàm Cỏ nè bà con. À, rạp hát á, rạp hát Vàm Cỏ. Bánh mì chảo Huế 17.000 một bộ. Thấy cũng ngon ha. Rồi con đường này đường Nguyễn Trãi, bên kia là chùa Bà Thiên Hậu. Chùa Bà đó nổi tiếng rồi bà con. À, khách du lịch cũng thường hay đi ghé đó tham quan. Chùa Bà đó là nó cũng với lại cái thất phủ miếu ở đây nè. Nào, thất phủ miếu giờ không còn nữa. Chết rồi, ba mày cậu bị cảm rồi. À. Ở đây là học thêm nè bà con. À, một cái công ty giáo dục. Ủa không phải học thêm. Ủa mà phải học thêm chứ hả? Thấy gì Cholimet gì vậy? Ồ, công ty giáo dục Cholimet ha. Ở đó là hình như là học tiếng Hoa đó bà con. Việt Trung. Rồi đường này là đường Ký Hòa. Rồi bên đây là Bảo Sành Viện Hùng Vương á. Rồi giờ ba mươi cầu quẹo trái ha, để mình đi vào con đường Lý Thường Kiệt. Xin thưa với bà con cô bác, con đường Lý Thường Kiệt này thì hồi đó nó còn có tên là con đường Nguyễn Văn Thoại. Chết rồi, ba mươi cầu đổi giọng rồi, muốn cảm muốn bệnh đó bà con. Rồi cái chỗ này là hồi đó nó là cái gì nè, cái gì đó, trại Trần Nguyên Hãn. À, cái khu này là khu trại Trần Nguyên Hãn nè. Ba mày gò thấy trời nó mát ngát rồi, chắc ba mày gò chạy lên Gò Vấp luôn. Con đường này là đường Nguyễn Văn Thoại. Hy vọng ông trời ông mát mát một cái để ba mẹ cô đi lên Gò Vấp, để ba mẹ cô làm hoàn thành cái nhiệm vụ của mình luôn đi. Ba mẹ cô sẽ đi qua ngã ba Chú Ý ha. À, cái khu Ten City hồi xưa đó bà con. Với thêm một cái nữa đó là Ten City, rồi thêm một cái nữa đó là cái gì ta? À, cái đường Quỳnh Khương Ninh là Quỳnh Khương An là ngay chỗ chợ Gò Vấp. Rồi hôm nay mình để coi ha, trời này thấy giờ nó hết nắng rồi nè, nó mát mát rồi nè, để mình đi luôn. Ồ, cái xe này nó đậu cái là ép xe lên đầy đường hết. Ừ.
Con đường này là đường Nguyễn Chí Thanh, hồi xưa là đường Trần Hoàng Quân. Ở trái là bệnh viện Chợ Rẫy nè. Bên tay phải này là cửa mắt nè bà con. Hồi xưa đây là nghĩa trang Chợ Lớn, trò Trần Văn Ơn đó bà con. Năm 1950 á là khi mà mất là được chôn ở đây nè. Và bên đây là cư xá Nguyễn Văn Thoại, bây giờ là cư xá Lý Thường Kiệt. Ở đây mình ghé qua khu Chợ Trời. Chợ Trời này ba mẹ cô quay mấy lần rồi nên giờ ba mẹ cô lướt thôi ha. Những người ở Chợ Trời này thì mình nhìn họ lam lũ lắm. Coi ông là cũng là cái nghề. Họ không phải đi xin, họ không phải đi đi làm những cái điều mà phi pháp là ok rồi. Họ bỏ công sức cho lao động của họ ra họ làm. Cái đó mình cũng nên trân trọng họ. Làm gì cũng được, đừng làm gì phi pháp là được. Đây là đường Nhật Tảo nè, khu này là khu chợ điện tử. Rồi xin thưa bà con cô bác, hiện tại ba mấy cô đang đứng đây là đường 3 tháng 2 với đường Lý Thường Kiệt. Hồi xưa đường 3 tháng 2 này là đường Trần Quốc Toản đó bà con. Đường này đường Trần Quốc Toản. Rồi Lý Thường Kiệt này là Nguyễn Văn Thoại, ở đây là ngã tư Trần Quốc Toản với Nguyễn Văn Thoại. Bên tay phải đối diện bên kia đường bà con, hồi xưa đó là bộ chỉ huy cảnh sát dã chiến biệt đoàn 222 đó. Bộ chỉ huy luôn á, đây là một lực lượng tổng chuẩn bị nha bà con. Cái đơn vị nào ở trên khắp toàn quốc cần sự hỗ trợ thì sẽ lực lượng này sẽ được biệt phái tới để hỗ trợ. Mà biệt đoàn 22 ở đây là thường ba mươi gò thấy thường hay gia tăng qua bên biệt phái qua hỗ trợ cho biệt đoàn 5 cảnh sát dã chiến ở tại thủ đô Sài Gòn trước năm 1975. Gọi là quân khu 3 á. Tiểu đoàn 6 quân cảnh á. Rồi tiểu đoàn 6 quân cảnh là của biệt khu thủ đô ha. Rồi tiểu đoàn 5 quân cảnh là cũng là lực lượng tổng chuẩn bị thường hay hỗ trợ cho tiểu đoàn 6 quân cảnh á. À, bên đây là trường đô Phú Thọ này, có nhà hàng Phong Lan nè, cũng nổi tiếng lắm. Hồi xưa đó, buổi sáng mà những ai mà vô đây mà ăn sáng cà phê là gọi là thứ dữ đó nha. Rồi dọn dẹp trật tự lòng lề đường nè. Rồi ai gọi đây? Trời. Dạo này á, cài app thì nhiều, mà cài app toàn là mấy cái tin nhắn quảng cáo cũng nhiều, mệt vậy đó. Bên tay trái này hồi xưa là trường đô Phú Thọ đó bà con.
bên đây là bệnh viện Trưng Vương nè. Rồi, ở đây là nó tới ba con đường, bên phải là Tô Hiến Thành, bên tay trái là Lữ Gia, trước mặt bà con, ôi trời ơi trời mưa, trời mưa 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 nắng, nó quẹo trái Lữ Gia nè, đi thẳng luôn là mình đi về Tân Sơn Nhất đó bà. Đây đây, hồi xưa ở bên tay phải ba mươi cò đây người ta gọi đó là Phú Thọ Liều. À, vào năm 1954 á, người miền Bắc di cư vào Nam á thì được chính phủ của ông tổng thống Ngô Đình Diệm á cấp cho cái khu đất ở đây để cho tạm cư. À, người ta dựng mấy cái lều rất là lớn. À, một cái lều có thể ở khoảng 10 hộ gia đình. À, cho nên mình gọi đó là Phú Thọ Liều. À, những cái lều lớn lắm, cao lắm. Khu này người ta gọi là Phú Thọ. Trường bên đây là trường Bách Khoa nè. À, đây bà con bác nó qua nè. Hồi xưa đây là trường này rất là nổi tiếng nha bà con. Bây giờ cũng xịn sò lắm đó. Đại học Bách Khoa. Khoa điện điện tử. À, nhìn qua bên kia đó là cư xá Lữ Gia đó, nơi đó hồi xưa cũng là dân Thứ Dữ ở đó. Nói chung hai cái từ cư xá thôi là bà con cô bác biết. Trước năm 1975 hai cái từ cư xá đó là dành cho những vô đó ở là coi như là số 1 á. Có điện, có nước, à, nền nhà có lót gạch bông. Còn ngoài ra là nền đất hết. Nhà tranh, vách tôn. À, cây, kèo, cột. Xa cầm băng. Ở đây có bưu điện Phú Thọ nè bà con. Trước năm 75 cũng có luôn. Bên tay trái bà con, hồi xưa có cái võ đường rồi đó. Hình như võ đường Du Đạo hay là võ đường Thái Cực Đạo á, Tây Kinh Đô á. Hồi xưa á, ở Việt Nam mình á thì có hai cái môn võ mà được học nhiều nhất, Tây Kinh Đô với Du Đạo. Ồ trời, trời mưa rồi. Không biết có nên đi lên Gò Dấp hay không. Cái hướng trên này nó đang mưa á bà con. Hôm nay không có duyên đi lên Gò Dấp rồi. Bà con cô bác thấy không, nắng chang chang. Trường này trường Nguyễn Thái Bình nè bà con. Trường này trước năm 75 tên gì ba mươi cò quên rồi nè. Bà con cô bác nào có nhớ nhắc giúp ba mươi cò chứ. Còn bên đây cũng có ngôi trường đó bà con, trường Nguyễn Gia Thiều nè. À, trước năm 75 là một ngôi trường của Công giáo mà tên gì ba mươi cò cũng quên rồi, bà con cô bác nào có nhớ nhắc giúp ba mươi cò chứ.
Bên tay phải này có cái chung cư nè bà con. Nơi đây hồi xưa quân đội Mỹ đóng quân ở đây. À, cái khu vực này là khu vực đóng quân của quân đội Mỹ nè. À, hồi xưa ở đây là khu rừng cao su. À, nơi đây là đó rừng cao su nhiều lắm. À, đây cái tòa nhà chung cư này nè. À, đó là của quân đội Mỹ đóng ở đây. Ở đây mình đi tới đây là chợ Tân Bình rồi. Hướng này chúng ta đi về hướng ngã tư Bảy Hiền. Chắc có lẽ mưa mây á, ba mày gò thấy nó cũng bớt bớt rồi. Vậy giờ mình đi lên hay Gò Dấp luôn ha bà con ha. Để ba mày gò thực hiện cái lời hứa của mình luôn. Rồi bên tay phải này hồi xưa là có tiểu đoàn ba, có một cái đúng rồi tiểu bàn, tiểu đoàn ba nhảy dù ở đây nè bà con. Rồi sau này đầu thập niên 70 là xây cái bệnh viện vì dân ở đây. Bây giờ đổi tên là Bệnh viện Thống Nhất. Sau năm 75 thì ở đây được đổi tên là Quân Y Viện Thống Nhất nha bà con. Tính ra là bệnh viện vì dân này là chỉ hoạt động được khoảng tầm 2 năm hả? Tại vì trừ ra cái thời gian xây dựng nữa chắc khoảng tầm 1-2 năm gì đó. Là Sài Gòn Đức Phim. Rồi chúng ta đi tới đây là ngã tư Bảy Hiền rồi. Thôi ba mẹ gò xin chào tạm biệt tất cả các cô chú anh chị và các bạn. Xin hẹn gặp lại các cô chú anh chị và các bạn vào video lần sau. Bye bye.